đâu ạ? À? Chị ơi, chị qua đóng 8 triệu tiền viện phí cho bé môn số 81 đi ạ. À, dạ, vâng ạ. Em để em sắp xếp em qua luôn rồi ạ. Tôi sẽ giúp anh. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ giúp anh. Rồi sau đó anh lại giúp tôi, thế là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ôi, thật là tuyệt vời biết bao anh Huy ạ. À, khoan. Cái câu đầu cô vừa nói là cái gì ấy nhỉ? Tôi sẽ giúp anh. Thế tôi có nhờ gì đâu? Có mà. Anh chẳng nhờ tôi đóng giả bạn gái của anh trong cái dịp Tết đến xuân về năm nay còn gì nữa. À, cái gì mà cô bảo tôi là chị gái với cả ra cái vẻ hiếu thảo gì đấy gì? Tôi nhớ mà. À, anh Huy này, anh chấp tôi làm gì? Cái mỏ tôi nó hỗn đấy. Chứ tôi không có ý nói anh như thế đâu. Bây giờ những cái không hay mình gạt đi, mình quên nó đi. Con người sống với nhau là để yêu thương mà, mình chỉ nên nhớ những kỷ niệm tốt đẹp về nhau thôi nhá. Từ hôm nay tôi và anh sẽ trở thành bằng hữu của nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống và giúp đời sống của nhau khấm khá hơn. Nhá. Tưởng cứng thế nào? Anh ơi! Ừ? Quả nào cứng với anh đấy? Thanh Thủy! Phát này á, anh phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Nhìn này. Anh phải cho cô ta nếm cái mùi mà bị quay lưng khi mà rất cần sự giúp đỡ ấy. Hiểu không? Em tưởng anh đang cần cô ta hợp tác cơ mà. Tưởng nào? Kìa anh Huy, tôi nhận lời làm bạn gái của anh. Toàn bộ tiền lương sẽ là để chi trả viện phí cho môn 81. Và anh giúp tôi giữ kín việc này với gia đình anh Tân chị Hoa nhé. Đây là đồng ý đấy nhá.